Quay luôn nè. Ừ. Đang quay em nè. Quay mặt thôi. Quay chân. Chân tục kỳ lắm. Này là quay dao cát. Đó. Mình chia sẻ cho anh em, có một số anh em nó không, người ta không biết, muốn quay cái chậu cũng khó khăn lắm, chứ không phải như ở mình đâu. Mình đón cái chậu và rất là thường. Đơn giản ha, quay ba cái thôi ha, ba cái là mẫu chưa. Quay kích đều không, chậu mini là khó quay hơn chậu bự. Rất là đẹp. Quay chậu không biết, không quay mặt rồi hay quay. Quay mặt không? Quay chứ. Quay mặt anh ha. Ừ. Làm lại nè. Đây. À, đây là anh Đạt. Rồi bắt đầu quay hồ cốt nha. Hậu luôn. Rồi, kỹ thuật em đi, anh yên tâm. Hồi nãy là khâu cát, khâu cát xong là khâu thứ hai là xi măng. quay xi măng, bây giờ là quay hồ cốt, nó làm đẹp. Cái chậu này sơn luôn bán khoảng 13.000, nói chung theo thời giá cát tùy theo 10.000, lúc lúc đầu 8.000, giờ 10.000, mười mấy ngàn, nói chung là không tới 15.000 đúng không? Ừ. Giá thì thay đổi cho nên không biết sao, nhưng mà không khi nào không không tới 15.000, 15.000 ta lại cao nhất, thì Giá giá nhập đơn bán này. lẻ rồi giá bán sỉ Ừ. khác khó nói giá lắm, nhưng mà này có thể tự làm ở nhà được. Cái này có thể lấy cái dao hay là tất cả các dụng cụ mà yêu cầu cắt được cái chân thôi. Tính ra hình cái chân. Cái này này, này lấy dao thái lan gọt vòng vòng được không? Đúng không? Cũng được ha. Làm sao mà nó đẹp đó thôi.
hốt có thể sử dụng lại. Rồi thêm không, thêm cái nữa đi. Hỏi lấy anh quay cái đó là nó giống vậy. Ừ, thì đặt lên là nó sẽ ra cái chậu. Cái chậu này cũng thường, có cái nhiều cái dạng chậu mà đẹp hơn. Cái đó do cái dao nữa. Này áp dụng cho các loại chậu 3, chậu 4 được. Một hình ảnh mà anh quay anh nuôi ba đứa con với con vợ. Rồi xong ha. Một ngày mình quay 8 tiếng là quay được bao nhiêu cái gì? 50-60 nha. Quay lên chưa lấy lên sơn chưa dở à. Anh em ở xa có thể đặt số lượng mua đi bán lại, em sẽ dẫn xuống cái chỗ anh Đạt, anh này đang quay trực tiếp luôn nè, nói chuyện nghe hết. Anh bán bỏ sỉ giá lẻ cho. Xong.